Tước ở dưới này lên tắm hả? Sách ở dưới đó con. Nãy giờ nó để sách mà cái tay này nó đau quá rồi chứ. À, đây là những cái xô cô đựng nước hả? Mấy cái xô cô sách thì cô sách đó cô lóng phèn cô vô cơm. Còn cái này cô để cô rửa chén. Mà không biết gô này nó bà mặn không có nổi đâu, bà ở đây đi. Không biết kể sao hoàn cảnh của cô, cô không biết nói sao. Giờ nhờ con cháu để trong cái đoàn mà đi giúp đỡ bên cái đoàn từ thiện gì á, ủng hộ cho cô. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì theo cái hành trình gông gũi hôm nay, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay có mặt tại đây, Bùi Hồ sẽ quay về một cái hoàn cảnh của một người người cô đang sống ở dưới dạ cầu như thế này. Và đây chính là cái cây cầu Simona của huyện Lấp Vò. Hôm nay mình sẽ vô đây để tìm hiểu về cái hoàn cảnh của cô như thế nào cho cả nhà mình xem. Bùi Hồ đã đến đây vào dịp cũng gần cận Tết, là vào ngày hôm nay là 24 âm lịch, để tìm đến hoàn cảnh của cô, một cô sống ở dưới gầm cầu như thế này. Dạ con chào cô. Dạ cô. Dạ cô sống ở dưới đây lâu chưa con? Hôm tháng 3 tới giờ con. Tháng 3 vậy là cô được 8 tháng. Cô tên gì hả cô ha? Cô có thể Trần Thị Lệ. Trần Thị Lệ, cô Lệ. Cô nhà cô ở đâu cô? Nhà cô ở bên số 2 Vĩnh Trinh con. Vĩnh Trinh, cũng Lấp Vò bên luôn hả cô? Số 2 Vĩnh Trinh. Ở An Giang. Ở An Giang. Ở sao cô lại qua đây sống? Vì lúc trước thì có hai chồng nhỏ con gái. Dạ. Nó ở cái nhà nhỏ đó, rồi giờ anh nó với chị nó không cho ở đây nữa, khổ. Đi lụm bọc rồi bệnh hoạn rồi. Cái nhà bên đó là nhà con của cô? Nhỏ con gái út, rồi anh chị nó dòm họ không cho ở. Ủa sao vậy cô? Rồi thôi để đi về bệnh á, rồi nó để lại cho tôi. Dạ. Mà vô chổng á thì nó chặt chuồng quá, có cái giường không với cái đường đi à. Rồi thằng cháu của này gô á, nó cũng làm này cho tôi ở nè, tháng 3 giờ nó dừng tội nghiệp rồi bà con ở đây thôi gì nó về thôi gì ở gượng người cho mua cho cái chảo người cho cái son nấu cơm tùm lum hết. Đợt rồi nó bệnh tưởng đâu chết cũng nhờ vợ cô này, tự nhiên nó lên huyết áp với đường nó lên luôn cái mọc rồi ngã ra không biết gì hết. Cô hả? Tự nhiên cô tự nhiên lên huyết áp hả? Huyết áp của cô là 3 năm rồi. Dạ. Dưới đường thì mới có 1 năm nay mới phát hiện đi khám ở Cần Thơ. Dạ. Đó rồi bây giờ tay nó bầm gì hôm nay nó bớt rồi nè. Mình mẩy hết trơn. Té nó bị bầm nữa hả cô? Không phải, nó bầm ơn nó nguyên ề mình mẩy. Đêm nào mà sáng nó bầm như vậy là đêm nó cái da của cô á nó gần hết cô ngủ không được. Cô năm nay bao nhiêu rồi? Cô 70 rồi nè. Bây giờ Tết này là 70. Dạ rồi rồi chồng của cô đâu? Ông chết nay mười mấy năm rồi. Dạ, là có nghĩa là lúc cô ở Vĩnh Trinh của An Giang rồi cô dự định qua đây là ở với con của mình, con gái út của mình. Nó ở đây là 6 năm rồi. Dạ. Thời gian trước thì nó ở với Bắc Chính đó dưới á. Dạ. Rồi cầu này nó lên nó mới hỏi thăm. Rồi ở địa phương tới nay mình vô mình ở đại chứ không ai cho mình ở, sợ cầu nó chập. Dạ. Nó ở trong cái giặt cầu này là 4-5 năm rồi. Rồi hổm nó gớt đan tùm lum lỗ đổ đó. Rồi hai chồng gô trên này mấy mua to anh, rồi anh em sớm về sớm che cho nó cả trời nó ngủ. Rồi nấu cơm thì ở đó đó, bây giờ còn lò đó đó nấu củi. Dạ. Rồi tôi thì bây giờ tôi đi kiếm củi không nổi, cái giò này 3 bữa cho đi 4 bữa. Sao cô không về Vĩnh Trinh mình ở lại? Thôi con ơi, cũng hoàn cảnh thằng Lâm nó biết là đi lúc trước thì tôi có giúp việc rửa ly quán cà phê nãy thằng Lâm. Dạ. Nó thương tôi như cô. Nó muốn té giờ nào không té, tôi té tôi đập ly nó không biết bảy lại. Rồi thôi tôi nghĩ nó thôi bảy ơi. Khổ của tiền tội nghiệp gô này nè. Nó mới cho mấy trăm ngàn đi lấy mấy tờ giấy số bán rồi mua gạo mua thóc chỉ ăn qua ngày sống chú. Cái công việc của cô hàng ngày bây giờ là bán giấy số hay là giấy số rồi có chai thì lụm luôn. Lụm bữa chừng bọc lớn bán ngàn bạc không được. Dạ.
bị đâu có cô đâu đi có nổi đâu cái giò này nè, đi không có nổi. Rồi đêm hôm giờ nó gần gần nó biết rồi, sáng giờ nó bầm nhiều rồi. Rồi con thấy cái tay của cô nó cũng sưng đỏ hết kìa. Rồi ở đây là cô tự nấu ăn nấu uống luôn hả? Nấu ăn ên mà nấu chưa có ăn còn để chứ. Trong người sớm ơi giờ nó mệt quá, cô ăn được. Cô ăn không được. Nấu rồi cái còn. Rồi cô ngủ như thế này rồi mưa có tạt không nè, cô bác anh chị sẽ thấy nhà của cô được. Ở đây cái miếng bạc này là dừng để mình tránh nắng hả cô? Cái miếng bạc đó thì hỏi cô này tắt vô đây. Dạ. Mưa nó không ướt, rồi hết mưa cái nó mấy tháo rồi đó nó dừng. Cho nắng nó đựng đưa vô giường này. Dạ, rồi mưa. Nó dữ lắm. Mưa sao cô? Mưa cái nó đem miếng bạc đó đó, nó làm cho tôi đó. Nó dừng. Nó nói cô ơi, bây giờ gì ơi, để con đem sát cái đường này đường đi. Dạ. Ta đi bộ, xe lớn nó không có chạy đây, ta đan nó có gớt. Trời. Chưa nói ra đây nó gớt nó đè bà chết ta. Có gớt không cô? Trời ơi nó gớt lỗ lỗ lên hết trơn đó con. Đâu để con coi. Đó. À có nghĩa là những cái miếng đan này đây hả cô? Nó gớt nên thành ra là nó còn trắng đó phải không? Đỏ màu. Đó, nó gớt cái bắt đầu bây giờ nó lấy thiết miếng thiết gì vậy cui à. Dạ. Tắp lên đỡ rồi nó đổ bê tông đỡ cho xe chạy. Trời nó ơi. Tùm lum hết đó, rồi nó gớt đằng kia nữa kìa. Tùm lum hết trơn con ơi, rồi giữa xong đó đẳng nữa đó. Dạ. Nó gớt lên hết trơn, gớt ba miếng đây nè, nó bể đầu nữa nè. Đó nó bể góc đó vậy là nó sắp gớt nữa rồi đó. À mấy cái miếng này thấy cô vậy là ở đây nó vẫn nguy hiểm, rất nguy hiểm cô ha. Rồi bây giờ ăn Tết rồi nghe nó cây cầu này mà lợi. Đập ba cái miếng đan này nè. Dạ. Nó đổ liền lại hết. Và nếu như mà làm lại thì cô sẽ ở đâu? Cô vô cái nhà nhỏ con gái ở. Có nghĩa là ở ngoài nhà cầu này cô cảm thấy thoải mái hơn. Thoải mái hơn, vô chổng bị gì con có cái giường à. Bởi vì cách tính cho nó ngủ thôi. Dạ. Nấu ăn thì nó nấu đó, lò của nó, cái tủ chén nó còn đó của người ta cho. Còn con gái cô hiện giờ ở con mình nên hả? Nó về bên bển vợ chồng, nó về bên chồng hết rồi. Bên chồng nó ta không cho ở nữa. Nó ở quá khổ, lụm ve chai không. Rồi lúc nào anh em bà con có cho hay có ăn, không có thì cũng hụt thử xíu thốn lắm. Cũng khổ dữ lắm hay cô ha? Khổ lắm chú ơi. Rồi tôi qua lại thăm này. Cô có tổng cộng là mấy người con? Cô 5 đứa, 3 gái, 2 trai. Mà có thằng trai lớn ở với cô đó, mà không nói lại đó. Ý cô không muốn nói. Gia đình con cái cô cũng khổ dữ lắm. Cô không muốn nói gì con ơi, nó thiệt. Nó thấy cô mà bệnh như vậy rồi, nó sợ lây cái gì, nó đuổi hoài vậy. Đuổi cô ra hả? Là bà đi đâu bà đi bà ở đây bà nằm báo này kia, cô không muốn nói nhiều. Hôm đó có cái chú với cô bay mì á, cô nghe đây người ta nói rất nhiều đó, cô có lên cũng cho tôi được đi, cũng đi như chú vậy đó. Rồi bà con người ta đưa cô cho tôi được 800 với 1 kg gạo, cái đè tối lại cái là nó ngã ngang, nó nghẹt thở chết xỉu, cái lợi đằng Nghĩa đằng nó cứu cũng nhờ Nghĩa bác sĩ. Nó chết 5-6 ngày cho nó bớt. Nó miệng nó bắt đầu nói là con nghĩa là con xin lỗi cô. Con nghĩa là con cô không cho cô ở nhà với con. Đúng con, chú ơi, nó có rượu là tôi sợ nó dữ lắm. Tôi trốn không à. La cô hay sao? Không có dám nói. Nó la rồi nó chừng nó đuổi. Ôi đủ thứ hết cơ. Cái đó là con ruột hay con rể con? Con ruột. Cha thứ hai lớn đó, nó ở chung với cô đó. Nhưng mà cô bệnh huyết áp vậy đâu có lây gì đâu mà cô mà. Tiểu đường mới năm nay nữa. Rồi bây giờ sao mà 4-5 tháng nay không biết. Rồi cái này nó rồi cái anh đó là có cô biết cô sống ở đây không? Biết con. Rồi có thường qua thăm cô không? Không có đứa nào thăm lớn cô hết trơn. Rồi từ hồi nhỏ Út nó về bển hôm tháng 6 tới giờ là biệt tinh luôn, không có đứa nào qua. Rồi có hổm thằng ghế thứ ba, nó bệnh quá nặng, nó ung thư thời kỳ thứ ba rồi. Có cái chú nó đi cũng như con vậy nè. Chú có lại đây cũng hổng vắng, có quay phim vậy đó. Rồi đè điện qua thì nó sắp hấp hối rồi, đâu gần trăng dạng rồi. Đó, tội nghiệp chú móc chú cho 500 ngàn. Cũng nhớ cái ơn chú đó dữ dằn lắm. Đặng cho gì đi xe gì về đó, rồi về bển nó mất cái chôn cất rồi,
đâu cỡ mười mấy ngày cái gì mới qua qua là nó bệnh tới nay chèm nhẹp hoài. Rồi bây giờ nó gần gần mình mấy thì bắt đầu nó bầm là ngày mai mới dữ lắm. Nó ngày mai là bắt đầu nó tím hết trơn mình mấy. Có con mà ở chung không được nên là nữ là cô phải xuống đây cô ở. Cô cũng tính ăn Tết rồi cô chắc đi vô chùa mặn cống quả sốc con ơi. Mà không biết cô này nó bà mặn không có nổi đâu, bà ở đây đi. Không biết kể sao hoàn cảnh của cô không biết nói sao. Giờ nhờ con cháu để trong cái đoàn mà đi giúp đỡ bên cái đoàn từ thiện gì á, ủng hộ cho cô thì cô rất mang ơn tấm chân tình của mấy em mấy út con cháu dữ lắm. Có cái chú nó hợm chú lợi nay cũng 2-3 tháng rồi chú có nói mà. Số điện thoại của cô là số mấy, cô có thể đọc cho mọi người nghe được không cô? Cô không biết. Cô có số đúng không? Có nè con. Để đó đây chút xíu nữa con sẽ lưu lên và con để số điện thoại của cô ở trên màn hình. Rồi ơi, biết được cái hoàn cảnh của cô như thế nào. Cái con nghe nói là bên đây là cái chỗ nấu ăn của cô. Dạ ơi đó. Dạ. Nấu còn cái giống bên kia đúng. Là con tìm hiểu được biết là có một người ở nữa thôi nha cô. Cái này của vợ cô đem đi ăn rồi bà con chưa ai có nực nóng rồi nằm. Cũng nhỏ cái nhà trên đó đó. Dạ. Còn ba cái đồ bán thì của chị tư quét sao có trách nổi mà gửi rồi kia ba chú ở lại chợ này mà bán. Rồi hàng ngày cô làm thu nhập gì được khoảng bao nhiêu tiền? Có 55.000 hả con, thì 2 liều thuốc uống là hết 17.000 rồi. Uống cho nó đỡ cái giò này nè. Nó nhất nó muốn té giờ nào không té hả? Bữa hôm té tưởng đập đầu vô trong chậu mai đó chết. Nó sụm bước nó thốn trên này rồi là nó lạc ngàn ên nó gì. Rồi sáng nay cô ăn cơm với gì? Hạnh nắng nó cho mới cá chốt gì nè. Dạ. Đó rồi cô mới kho. Đó, mà nấu rồi nó mệt quá rồi con tiếc. Nó cho đâu một mớ ruột đó nó cô kìa còn để mà tô cái bao. Rồi sao cô làm mệt quá cô mặn rồi vậy. Cô để cô nằm trên nó giỏng á. Hoài cô không ăn được nó mệt. Ở bữa nào mà nó gần nó hảo mệt là mình mẩy cô sáng rồi. Rồi tính đi chảnh nấu với thằng Lâm á. Mày gặp nhỏ đại lý ta không có số nó mày nói với nó. Chịu đừng ghé nó bỏ. Có nghĩa là đấy. Lúc cô qua đây là cô không có tiền luôn. Cô đi qua đây là cô không có tiền. Không có tiền bạc hay chứ anh. Ăn với con đâu á. Nửa tháng gì đó. Ăn chung với nó có gì ăn mấy. Rồi cái Lan này nè nó tội nghiệp nó. Nó nói bảy ơi bà không ấy bà lội vòng vòng qua cây xăng dài quán ngoại. Con cho bà mượn 500.000 mà bằng số bà kiếm ngày 55.000. Thì cô Bảy mua thuốc đủ. Trong ngày Bảy nó thẳng từ từ rồi. Ở đây con cũng tìm hiểu trong cái đoàn từ thiện đó. Dạ. Người ta để hỗ trợ giúp cho cô Bảy đi, vì Bảy đi trị bệnh. Có nghĩa là cô mượn người ta 500.000 để người ta mượn cho cô. Cô này nó mượn cho dạ. Tội nghiệp nó. Là nó để cô đi bán 50 tờ giấy số. Dạ. Chứ bán nhiều nữa thì cô bán không nổi. Bán nhiều cũng được con, chợ này 8 giờ 8 rưỡi nó tan mất tiêu hết. Dạ, rồi cô mà bán nhiều nữa cô lội không có nổi. Đúng rồi, cô lội không nổi bị bệnh nữa. Này nè. Dạ. Đó. Rồi sáng nay đến thời điểm đi bây giờ là 2 rưỡi mà cô vẫn chưa ăn cơm. Ăn không được, nó mệt. Bữa nào mà nó gần mình mẩy mà nó sắp nổi nè, nãy giờ ngày nhiều nè. Dạ. Nó nổi mau lắm. Nghe hoàn cảnh của cô con. Đó, rồi sống cảnh là cô nó mệt nặng hết ngực. Cô còn đẩy úp cái thau à. Rồi nồi cơm để nó vậy đó. Chắc nó cơm để nãy lan cho gà. Gán đi luôn miết ăn không nổi con ơi mệt quá. Dạ. Cô ở đây rồi cô sẽ sinh hoạt như thế nào? Cô tắm rửa vệ sinh như thế nào? Tắm thì xuống sông tắm con. Cô đi đi với con lại đó được không? Xuống sông tắm cái. Cô lấy cái miếng vải cũ đó, cũ nhỏ con gái bỏ lại đó. Dạ. Được cô che cái vô cô tắm. Còn như đi tàu có cái bô. Dạ. Trên này nó chạy xuống đây đi qua hội còn hơn. Cái này là cái che để mình thay đồ đúng không cô hả? Cô che cô vô đó cô thay đó. Cô tắm rồi xuống dưới cô tắm. Rồi cô tắm ở dưới đây rồi cô bị tai biến rồi. Ủa giống như cô bị cao huyết áp á. Rồi đi đứng ở dưới này hả cô? Hút nước ở dưới này lên tắm hả? Nãy giờ nó để sách mà cái tay này nó đau quá rồi chưa.
À, đây là những cái xô cô đựng nước hả? Mấy cái xô cô sách, thì cô sách đó, cô lóng phèn, cô vô cơm. Còn cái này cô để cô rửa chén. Cái nước đó là cô vô cơm, dặn ở nước ở dưới sông. Sách ở dưới sông lên rồi cô mới lấy lóng phèn ở trong đó trong. Dạ. Trong cái đó, rồi cô vô rồi cơm. Rồi mấy cái xô này là... Này để rửa chén, rửa bát, rửa cá đâu vậy đó. Đây là cái nơi mà cô dừng lại đây để đi vệ sinh thay đồ đúng không cô hả? À, cô tắm với cái vô đây cô thay không? Dạ. Để tắm trong đó rồi sợ nó bẫy á, nó nhiều nào. Còn thấy có mấy con gà ở đây nó có ấy không con? Cái này của cái nhà trên đó đó, người ta nuôi. Ta nuôi hả? Chứ không phải của mình. Dạ. Ừ. Cô quét, cô tước hoài, cô hút cái gà hoài, cô sợ cứt cái nó truyền nhiễm. Dạ, lây nhiễm. À, cái nhà chỗ kho nước đá đó. Rồi cô lại đó cô ngồi nghỉ đi, có hai cô cháu mình đi. À, 70 tuổi rồi, sống một mình. Đây là cái nơi mà cô hàng ngày cô vẫn nấu ăn đây hả? Đó, đó còn nấu đó đó. À, chén dụng cụ nấu ăn. À, cô chỉ có một cái chai nước mắm, chai nước tương. Nhỏ, một cái bếp ga. Bếp ga cũng nó cho đó. Con sợ mưa nó tạt cô ha. Nó tạt, hôm mùa mưa nó tạt dữ lắm con. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 quất hù hồi nè. Rồi cô nói mua miếng cao su làm vậy đó, nó câu vô. Dạ. Nghe vô đây cho con. Cô, rồi hôm nay dạ quá trời khổ luôn rồi con. Con hôm nay thì con đến đây nhân gần Tết rồi. Con được nghe mọi người giới thiệu, con mới qua đây con biết được cô. À. Biết được cái hoàn cảnh của cô nó lại cơ cực như vậy, và đặc biệt là cô sống của mình hơn không có sống được con mình. Thì hôm nay con đến đây có một phần quà nhỏ con gửi cho cô ăn Tết, với lại con gửi cô một chút ít tiền với cái tấm lòng của con ha. Con gửi cô một cái thùng mì. Thì khi nào mà cô nấu ăn không được, cô nấu ăn mà khó thì cô nấu mì ăn đỡ. Nấu mì ăn tôi ưa mì lắm, chiều là tôi nấu có mì tôi ăn tôi ngủ à. Vậy hả cô? Rồi mai mốt con cũng sẽ qua cô nữa. Rồi con gửi cô đây là cái tấm lòng của con. Con gửi cho cô. Con mua sẵn cho cô, con biết cô không có thì con mua đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm, dầu ăn gì đó cô. Đó. Vậy là cô cảm ơn cái tấm chân tình của con dữ dằn lắm. Dạ. Mong cầu chúc ơn trên mẫu mẹ để gia hộ phước lành cho con gặp điều may mắn nha. Dạ. Cô mang ơn con dữ dằn. Cái này phần quà nhỏ của con thôi, nhưng mà con mong cô sớm cô vượt qua. Cô khổ dữ lắm con ơi, cô phải nhận cái thiệt. Nhận cô đau lắm. Nghiệp dài dài con cháu đứa nào đấy. Tương dữ dằn, không có cho gì hết. Chị bên làm gì vui vẻ gì mà về ở đây ăn Tết tụi con đi. Có cái gì con lo cho bà cái nấy. Tôi nói không được, cô phải về đốt nhà ăn khói cho bà ổng với cha mẹ. Kể đủ tiền xe cô cũng về nữa. Mà bữa năm chín mới về. Thôi con chút xíu con gửi con cô ít tiền rồi cô xài đỡ, nghỉ đi bán vé số 2-3 ngày dạ. Trời ơi mấy gai cái nhiều đứa đó đấy. Vô cô không lấy thêm ít chục nữa, cô bán chưa một chút. Thôi cô bán ai nhiều. Ai cô ủng hộ cô hết trơn và bán hết sớm. Con ơi cô không có tiền. Vợ gô nó cho mượn 500 ngàn đỡ từ hôm hết bệnh tới nay bán đó. Bệnh hôm tướng chết rồi con ơi. Mấy triệu bạc rồi bây giờ người ta biểu đi bệnh viện tẩm quát tiền đâu mà ốm cả chục kiều đi. Cô biết trong người cô bệnh nhiều lắm mà cô không có cho con biết kệ nè. Chết cho nó khỏe. Dạ cô ơi gắng giữ gìn sức khỏe nha cô. Rồi cô sẽ ăn Tết ở đây hay là về quê rồi bên kia? Chắc bữa 29 cô về đằng 30 ông bà con. Dạ cô cúng ông bà ha. À, cúng bị ông chồng cô chết đó. Dạ. Rồi phải về một bữa gì rồi qua. Dạ rồi. Bỏ tội nghiệp ổng dữ lắm. Dạ. Hồi đó ổng nói tôi chết trước đi rồi ổng khổ dữ lắm tôi biết. Nó ăn nhậu nó coi ổng ra gì chứ ổng nói biết bao nhiêu cô ơi. Bà cô ở mười mấy năm nay ổng chết cô không có biết cái vụ chồng con gì hết. Ổng có nói trước.
Cô chết ông ơi, lời ông khổ dữ lắm. Nó ăn nhậu nó không kể trời đất, mà cha mẹ nó kể gì. Cô ơi, cái cô có nó muốn nói lời gì mà nhắn nhủ đến mọi người ở trên mạng đúng không? Mình nói vô đây đó hả? Dạ. Thì cho cô gửi lời để cảm ơn tấm chân tình của mấy chú trong cái đoàn chung với con đó. Dạ, con này chỉ một mình con quay lên để cho người ta biết hoàn cảnh của cô. Để cái hoàn cảnh mà anh em có để sự thương cái tấm chân tình tôi quá khổ vậy thì tôi mang ơn anh em đã dữ lắm. Trong cái đời mà từ thiện hả chú? Dạ. Tôi biết nhiều nói nhiều à. Dạ. Rồi con gần tới con chúc cô sức khỏe dồi dào, luôn có một cái sức khỏe tốt và ổn định. Rồi sau đó thì mình cứ bươn chải qua ngày này qua ngày nọ. Tại vì con thì không biết nói sao hơn nữa. Con chúc cô một cái sức khỏe an lành, an Tết đầm ấm nha con. Dạ con chào cô. Chúc con bước qua sinh mới được vui vẻ, dồi dào sức khỏe, làm ăn cho gặp nhiều điều may mắn. Dạ. Nha con. Dạ.